Theo các chuyên gia y tế cho biết, viêm phế quản là bệnh hô hấp thường gặp ở trẻ em với tỷ lệ khoảng 30% trẻ dưới 5 tuổi mắc mỗi năm. Nếu không kịp thời điều trị, bệnh có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm. Vậy đâu là dấu hiệu nhận biết sớm và cách chăm sóc hiệu quả? Xin chào quý vị khán giả. Tôi là bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Thu Thảo, hiện đang công tác tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Hôm nay tôi xin trình bày về chủ đề viêm phế quản ở trẻ em. Viêm phế quản ở trẻ em là tình trạng viêm phế quản xảy ra ở độ tuổi trẻ dưới 16 tuổi, xảy ra ở đường dẫn khí vào phổi, các ống dẫn khí. Thì đây là tình trạng viêm nhiễm nên nó sẽ làm sưng viêm các ống dẫn khí, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là tắc nghẽn do tăng tiết đạm nhớ hay là do co thắt phế quản. Chính những cái tình trạng đó nó sẽ làm cho em bé gây ra tình trạng là ho và khó thở. Các nguyên nhân gây viêm phế quản ở trẻ em thì có những cái nhóm nguyên nhân chính. Thứ nhất đó là nhiễm siêu vi do virus gây ra. Đây là nguyên nhân phổ biến gây viêm phế quản ở trẻ em. Nhóm virus thường gặp đó là có thể là adeno, rhinovirus hay là virus cúm. Virus RSV cũng là virus thường gây ra viêm phế quản ở trẻ em. Cái nhóm nguyên nhân thứ hai đó là vi khuẩn, có thể là phế cầu hoặc là những cái nhóm vi khuẩn không điển hình như mycoplasma, chlamydia hay là vi khuẩn ho gà. Thời gian gần đây nó cũng tái lập lại. Thì nguyên nhân thứ ba đó là về dị ứng hoặc là kích ứng. Khi mà trẻ hít phải những cái chất gây mà kích thích dị ứng đối với cơ địa mà em bé dị ứng. Cái nguyên nhân thứ tư đó là thay đổi thời tiết. Nguyên nhân thứ năm đó là xảy ra một tình trạng là những cái bệnh nền thường gặp ở những em bé có bệnh nền chuyển vào cái mùa, chuyển mùa thì nó có thể gây ra cái tình trạng viêm phế quản ở trẻ em. Dấu hiệu trẻ bị viêm phế quản bao gồm những cái dấu hiệu tại chỗ và toàn thân. Dấu hiệu toàn thân ví dụ như là trẻ sốt, mệt mỏi, ăn uống giảm. Cái dấu hiệu tại chỗ có nghĩa là tại chỗ đường hô hấp thì bé sẽ có là ho có thể là ho khan, ho đàm, ho kéo dài, hắt hơi, sổ mũi, khò khè. Nếu mà cái tình trạng đó khò khè tăng nhiều thì trẻ có thể dẫn tới tình trạng là đau ngực, khó thở, thì thở nhanh, co lõm ngực hay là thở hổn hển. Hoặc là trẻ có thể là rơi vào tình trạng là mệt mỏi ly bì. Vấn đề viêm phế quản ở trẻ em có lây hay không thì câu trả lời là có. Trong những trường hợp là do nguyên nhân là virus hay vi khuẩn thì cách thức lây nó sẽ lây qua đường hô hấp, có nghĩa là lây qua đường giọt bắn. Khi mà trẻ ho, hắt hơi thì nó sẽ văng cái vi khuẩn ra. Và sẽ lây truyền trực tiếp cho cái người xung quanh. Thì những cái người mà tiếp xúc với cái đó bằng hình thức nào? Một là hướng trực tiếp, hai là sẽ gián tiếp qua những cái tiếp xúc tay hay là những cái vật dụng. Ví dụ như mình hắt hơi ra trên những cái mặt bàn này kia ha, mình không có vệ sinh, hoặc là những cái vật dụng xung quanh trong môi trường xung quanh. Đặc biệt nhất là những em bé mà ở trong nhà trẻ mẫu giáo chẳng hạn, con hắt hơi sổ mũi ra cái xong các bạn hắt tại lại chơi đồ chơi đụng lên những đó, những cái tay như thế này nè, xong mình quẹt lên thì đó là hình thức lây gián tiếp. Nói chung đặc biệt là lây qua bằng tay bằng tay tiếp xúc, nên là trong những cái môi trường đông đúc hoặc là những cái người xung quanh mà có người bệnh thì đó là sẽ lây bệnh cho con. Chẩn đoán viêm phế quản ở trẻ thì dựa vào bệnh sử và cách và thăm khám của bác sĩ. Ba mẹ phải đưa con đi đến gặp bác sĩ để thăm khám. Thì về bệnh sử có nghĩa là thông qua những cái triệu chứng của con gặp ở nhà là ho, khò khè, khó thở, ho đàm hay là ho khan, có thể có sốt nữa. Bác sĩ khám thì có thể ghi nhận tình trạng là khò khè hoặc là phổi có ran, phổi có ran, ran ẩm, ran nổ hoặc là ran ngái rít gì đó, tùy theo tình trạng đánh giá của bác sĩ. Hoặc là bé có co kéo các cơ hấp phụ hay như thở co lõm, thở rút cơ liên sườn, đó là phụ thuộc vào bác sĩ sẽ đánh giá cái bệnh nền của con. Ví dụ như con là cơ địa dị ứng nè, cơ địa hen suyễn, hay là có những cái bệnh lý về tim bẩm sinh, những bệnh lý về phổi bẩm sinh chẳng hạn, rồi những yếu tố dị ứng của con kết hợp với những cái triệu chứng của con, và sau khi thăm khám xong thì bác sĩ có thể chẩn đoán được là con có mắc viêm phế quản hay không. Khi mà cần thì bác sĩ cần phải làm thêm một vài xét nghiệm, ví dụ như là
xét nghiệm máu để kiểm tra là cái chỉ số bạch cầu máu của con nó có tăng hay không, để coi thử là cái nguyên nhân này có thể là do vi khuẩn hay không, để cần biết là có phải dùng kháng sinh hay không, hoặc là bác sĩ phải chụp thêm X quang phổi để kiểm tra coi thử là tình trạng viêm phế quản của con nó đã ở mức độ nào rồi. Cái trường hợp khác thì có thể xét nghiệm đờm để coi thử là cái vi khuẩn virus, cái tác nhân gây bệnh nó là vi khuẩn hay virus. Trong những cái trường hợp cần thiết thì bác sĩ sẽ cho chỉ định làm những cái xét nghiệm kèm theo để hỗ trợ cho chẩn đoán. Thứ nhất đó là điều trị triệu chứng, cái thứ hai là điều trị đặc hiệu. Điều trị triệu chứng thì em bé nó sẽ có những cái triệu chứng nào thì bác sĩ sẽ điều trị triệu chứng đó. Ví dụ như có sốt thì bác sĩ sẽ cho thuốc hạ sốt hỗ trợ ha. Ví dụ thuốc ho, thuốc giảm đàm chẳng hạn, hoặc là con có khò khè thì bác sĩ sẽ có thể sẽ cho phun khí dung, có thể sẽ kết hợp với lại phương pháp tập vật lý trị liệu hấp để lấy đàm ra cho con, hay là rửa mũi, vệ sinh mũi. Về điều trị đặc hiệu thì sẽ tùy theo cái nguyên nhân của con là cái gì. Giả sử như con mình nó là viêm phế quản do dị ứng, do hen suyễn, do kích ứng đường thở thì có thể dùng kháng viêm ha, dùng khí dung, là đó là phương pháp điều trị đặc hiệu. Nếu như nguyên nhân là do virus thì điều trị của em bé nó là điều trị hỗ trợ, không dùng kháng sinh. Còn nếu như nguyên nhân nó là do vi khuẩn thì điều trị đặc hiệu ở đây sẽ là kháng sinh. Tùy theo cái độ tuổi mà cái kháng sinh bác sĩ sẽ lựa chọn, tùy theo cái nhóm vi khuẩn mà bác sĩ đang nghĩ tới. Ngoài ra còn có cái hỗ trợ từ gia đình là cái chăm sóc trẻ em. Chăm sóc trẻ viêm phế quản thì giúp hỗ trợ điều trị trẻ viêm phế quản một cách rất là hiệu quả. Cái vai trò của người nhà cũng đóng vai trò rất là quan trọng. Tỷ lệ thành công là 50% ấy. Phải làm cho em bé có thời gian nghỉ ngơi tốt. Giả sử như con cảm thấy mệt mỏi thì mình cũng không nên ép con phải đi học ha, phải cho bé đi học, nên bé cần có thời gian nghỉ ngơi, không vận động quá sức, ví dụ như tập thể dục, bơi lội chẳng hạn. Cái vấn đề thứ hai là bạn phải đủ nước. Nước sẽ giúp cho bạn hạ sốt, loãng đàm nhớt ha, và giúp tối ưu hóa cái việc dùng thuốc của con. Vấn đề thứ ba đó là về dinh dưỡng. Dinh dưỡng của con thì mình phải cung cấp các nhóm chất dinh dưỡng đảm bảo cho con đủ năng lượng. Vấn đề thứ tư nữa là mình phải giúp cho con là không khí, cái không khí nó phải trong lành, tránh những yếu tố kích ứng. Ví dụ như là khói thuốc lá nè, môi trường khói bụi nhiều quá, đặc mùi thì cũng sẽ kích thích trẻ ho. Và cái môi trường nó sẽ phải là cung cấp cái duy trì độ ẩm tốt, nên mình có thể sử dụng cái máy tạo độ ẩm, và mình phải động viên con để cho con bình tĩnh. Và đặc biệt quan trọng là ba mẹ phải quan sát các triệu chứng của con, dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ, và mình biết khi nào con mình gặp những cái dấu hiệu nào là dấu hiệu nặng, con phải cần phải đi tái khám ngay hoặc là tái khám theo đúng chỉ định của bác sĩ. Các thức ăn nên ăn ở trẻ viêm phế quản thì thật ra nó sẽ là ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, các nhóm dinh dưỡng, ưu tiên là các thức ăn mềm dễ nuốt, giả sử như súp, sữa. Thành phần dinh dưỡng thì giàu vitamin C, giàu đạm. Vitamin C có trong rau trái cây, rau xanh đậm màu, những loại trái cây như kiwi, cam, bưởi, giàu protein ví dụ như thịt bò, thịt gà. Tóm lại là khi mà trẻ bị viêm phế quản thì nguyên tắc là sẽ làm mềm đồ ăn, chia nhỏ cử ăn ra để con có thể hấp thu được. Và đặc biệt là mình sẽ lưu ý đến yếu tố dưỡng của con. Những cái đồ nhóm đồ ăn hồi nãy giờ bác kể ha, ví dụ giả sử thịt bò này kia, một vài em bé sẽ có dị ứng với những cái nhóm thực phẩm đó, thì mình sẽ phải thay thế bằng những cái nhóm thực phẩm khác. Thứ nhất là về môi trường sống thì nên kiêng là những cái yếu tố kích thích từ môi trường, ví dụ như là khói thuốc lá, khói bụi, những cái mùi ví dụ như xịt phòng hay là hương nước hoa chẳng hạn. Vấn đề thứ hai là ô nhiễm môi trường nha, ví dụ khói bụi hoặc là đi ra những cái nơi mà xe cộ. Cái thứ ba ở trong môi trường đó chính là thay đổi nhiệt độ môi trường quá nhanh, ví dụ quá nóng hay quá lạnh, sẽ làm cho em bé nó thiếu nước, khô, tăng tiết đạm nhớt, thì con sẽ khởi phát một cơn ho hoặc là cơn co thắt phế quản. Khía cạnh kiêng thứ hai đó là trong cái chuyện ăn uống của con thì mình nên kiêng thực phẩm mà gây dị ứng cho con, thì đặc biệt là sẽ không được dùng. Những cái nhóm thực phẩm trong viêm phế quản mình nên kiêng đó là quá cay, thức ăn nhiều dầu mỡ, sữa thì
là một cái thực phẩm mà con thường dùng hàng ngày. Tuy nhiên nó cũng làm cho em bé nó dễ quấn với cái đàm ha, sẽ kích thích em bé ho nhiều hơn hay là dễ ói hơn. Thì sữa không phải là mình kiêng mà mình sẽ chia nhỏ cữ sữa ra để cho con mình nó sẽ dễ hấp thụ hơn ha, chứ không phải là kiêng hoàn toàn. Chuyện tắm chắc chắn là phải tắm, nhưng mà mình phải tắm như thế nào để con không ảnh hưởng tới không làm nặng hơn cái hơn bệnh. Cái lợi ích của cái tắm là sao? Thứ nhất là cho đứa nhỏ nó cảm thấy thoải mái, đặc biệt là khi mà nó sốt, nó đổ mồ hôi ra xong rồi nó lại khô, xong rồi lại đổ mồ hôi ra như vậy á, mà liên tục nhiều ngày như vậy làm trẻ nhỏ cảm thấy bức bối khó chịu. Lợi ích thứ hai của việc tắm là nó sẽ giảm cái tỷ lệ nhiễm khuẩn trên da. Khi mà mình không tắm như vậy, những cái vi khuẩn thường trú trên da nó có thể gây thêm bệnh cho con. Và mình phải lưu ý tắm sao? Tắm nhanh trong cái phòng kín, tắm xong là mình phải lau khô liền, không ngâm nước. Nghe tắm nhanh có nghĩa là mình sẽ không phải ở ngâm trong cái bồn tắm ha, mình phải tắm dưới vòi nước ha, và nhiệt độ nước thì ấm vừa phải, không quá 10 phút. Các phương pháp phòng ngừa quan trọng nhất đó là chủng ngừa. Về tiêm chủng thì mình có thể tiêm chủng được như là cúm, cúm là phải tiêm hàng năm. Cái thứ hai là phế cầu, cái thứ ba nữa là ho gà, thì ho gà nó sẽ nằm trong là bạch hầu ho gà uốn ván. Thì tiêm ngừa không những chỉ tiêm cho trẻ mà mình phải tiêm cho cả người lớn ở trong gia đình, tại vì không những em bé nó tiếp xúc với lại bạn bè cùng lứa tuổi mà tiếp xúc với người lớn trong gia đình, thì khi mình đi ở môi trường xung quanh mình về thì mình có thể mình không bệnh, với miễn dịch mình tốt thì nhưng mà mình vẫn lây bệnh cho con mình. Vì vậy là cả gia đình cùng chủng ngừa. Vấn đề thứ hai là mình phải giáo dục cho con có ý thức vệ sinh tốt. Thì đầu tiên ba mẹ phải làm tốt rồi giáo dục cho con. Cái quan trọng nhất là bàn tay ha, bàn tay mình sẽ lây nha, bàn tay ta làm nên tất cả, có bao nhiêu vi khuẩn lây hết. Nên là mình sẽ phải vệ sinh tay tốt, cả gia đình cùng vệ sinh, em bé cũng sẽ vệ sinh tay tốt, và hướng dẫn con cái cách mà có thể mình sẽ sử dụng che chắn khi mà con có những phản xạ ho ha, hắt hơi ra ngoài môi trường. Thông thường thì mình sẽ như thế này ha, mình sẽ lấy tay mình che như thế này khi ho, nhưng mà cái đó là như vậy thì cái bàn tay của mình sẽ là bàn tay lây nhiễm rất là nhiều. Như vậy mình có thể sự hướng dẫn con mình sử dụng khăn giấy hay là che chẳng hạn, nhưng mà những em bé nhỏ nhỏ thì tất nhiên nó sẽ không thể nào cầm khăn giấy đi theo. Thì biện pháp thay thế có thể là, một là theo phản xạ con mình vẫn sẽ làm như vậy, nhưng sau khi đó mình sẽ đi rửa tay. Phương pháp thứ hai thế này, ho hắt hơi như thế này, thì khi mà em bé sau đó ví dụ như con không có rửa tay đi, nhưng mà con chạm đồ ăn, bóc đồ ăn thế này thế kia thì sẽ không lây cho những bạn khác, và bản thân bạn cũng sẽ khi bóc như vậy thì bạn cũng không có tự lây truyền qua ngược lại cho bản thân mình. Về chuyện thứ ba nữa là mình sẽ phải tạo cái môi trường sống lành mạnh cho con, là tránh xa những cái khói thuốc lá nè, những cái yếu tố dị ứng cho con, những khói bụi cho con, cái không khí nó vừa phải, không nóng quá, không lạnh quá, cho con uống đủ nước. Về dinh dưỡng thì phải ăn uống đủ các nhóm dinh dưỡng. Vấn đề tiếp theo, mình sẽ phải theo dõi cái sức khỏe của con, hay đi tái khám định kỳ, ví dụ như hàng năm, mỗi 6 tháng một năm, để mình biết được cái nền của con nó có vấn đề gì hay không, hay là mình phát hiện kịp thời những cái triệu chứng bệnh nặng của con để cho mình điều trị kịp thời. Cảm ơn quý vị khán giả đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp ở trong các chủ đề tiếp theo.